nhưng mà phải nhường lại cho những người khác, vì trong cái lời Chúa mà chúng ta nghe, Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác, tuy không được ghi trong sách này, mà còn biết bao nhiêu dấu lạ Chúa làm, mà Thánh Gioan bảo rằng nếu mà có viết thì cả tất cả sách thiên hạ cũng không viết hết được những điều lạ lùng mà Chúa làm. Chúng ta chỉ có tiêu biểu một vài người lên làm chứng, mà còn biết bao nhiêu những người đang ngồi đây muốn giơ tay lên làm chứng mà chưa được. Cho nên anh chị em thấy được Chúa chọn nơi này, Chúa ban ơn, Chúa thiên giáng phúc vô vàn. Vì Chúa nhìn hình ảnh mà anh chị em ngồi nắng dưới kia kìa. Anh chị em chúng ta ngó đằng sau vậy, hình ảnh của những người đang ngồi nắng ở dưới kia mà họ vẫn chịu như vậy, chấp nhận không dương dù lên vì người khác, chấp nhận ngồi nắng như vậy để mà nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Thì cái hình ảnh của những người đang ngồi nắng dưới kia, anh chị em thấy cái hình ảnh đó còn đẹp biết chừng nào. Mà đấy là điều mà Chúa mời gọi anh chị em mình, là lời cầu nguyện phải có hy sinh, phải có bác ái đi kèm. Đại lễ lòng Chúa thương xót, mình anh không chọn một cái nhà thờ thật to, thật đẹp, thật mát. Đại lễ lòng Chúa thương xót, anh chị em không chọn một cái trung tâm nào đó có đầy đủ tiện nghi cho anh chị em, mà anh chị em chọn đi đến cái vùng hẻo lánh này, vùng sâu vùng xa này, đến cái nơi chật hẹp này, thiếu thốn mọi phương tiện này, cái gì thì không có, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì vô biên. Ở đây cái gì cũng thiếu, nhưng mà lòng thương xót Chúa thì khẩu biển, lòng thương xót Chúa thì vô biên, lòng thương xót Chúa thì vô biên. Thật không? Thật ạ. Rồi vậy thương thử nói coi vô biên như thế nào, làm chứng cho mọi người coi. Con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Du Sen Nguyễn Đình Thông. Con 55 tuổi, con thuộc về giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là con chữa được ơn chữa lành về phần xác và phần hồn. Thì con được xin kể về phần xác trước. Là thưa cha, là cách đây 14 năm con bị tai nạn, gãy cái cổ xương đùi, con phải đi thay. Thế thì trong 14 năm đó là coi đến lúc khi mà cái khớp nó hết đát rồi, nó bị hỏng. Thế thì con có về Hà Nội để kiểm tra. Thì bác sĩ ở Hà Nội bảo là cái khớp nó hỏng nặng quá rồi, không hay nữa. Nếu như về mổ mà cái ca mổ mà nó không thành công thì vứt cái chân đi. Thế thì con về 2 năm con uống thuốc, xong con được người anh em là chia sẻ cho con cái máy 365 bài giảng của cha. Thế đó về có đầu là con cũng lại cùng kết hợp với cái kết bạn trên Team Sắc Lét và Facebook. Thế thì con về con theo dõi hàng ngày, nghe đài hàng ngày. Thế sau đó đến 12 tháng 8 năm 2017 con vào đây được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để con được gặp thầy gặp thuốc. Thế con về thì nói chung con đi khám lại thì bác sĩ ở bệnh viện khác đã kiểm tra và bảo là thay được. Thế nên là con đã được Chúa chữa cho con, là con thay được đôi chân của con, nay con đi lại được bình thường. Đó là về phần xác của con. Giờ anh chị em cầm cái mảnh lên thì nói bình an cho thì nó cắt con nha. Cái mảnh lên không có cái mảnh thì cầm cuốn tập san về mẹ đi với Chúa. Bình an cho. Cầm cái mảnh lòng Chúa thương xót dây ca lên và anh chị em nói bình an cho. Đấy là lòng thương xót Chúa đang hiện diện để giữ chúng ta trong cái nắng nóng này. Chúa vẫn hiện diện trong cái chật hẹp này, Chúa vẫn hiện diện dù cửa đóng mà Chúa vẫn hiện diện được. Lòng chúng ta có khép cỡ nào, Chúa vẫn vào trong lòng chúng ta và nói với chúng ta rằng bình an cho. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là ơn về phần hồn. Thưa cha, là con cũng khô khan lắm. Tuy rằng là con là bổn đạo gốc đấy, vẫn đi lễ hàng ngày, vẫn thường xuyên đi lễ. Thế nhưng mà đến với Chúa chỉ là gọi là hời hợt thôi. Lúc mà lần đầu tiên con mổ ấy, con lên bàn mổ mà nó đau đớn như thế, mà thậm chí là khi vợ con đi trông, con ở bệnh viện ấy, con còn cáu cùn đến con còn đạp vợ con còn chửi mắng, mà nói chung là tất cả những cái câu mà nó thô tục nó chỉ làm trên cửa miệng của con thôi, chứ con không biết gì đến Chúa cả. Vâng, thế đến mổ lần thứ hai là để thay khớp đó, cũng đau đớn như vậy, nhưng con cũng chưa biết đến Chúa, có biết là không nhớ gì đến Chúa cả, thì chỉ có biết rằng là mình mới cảm thấy rằng là đó là do mình làm nên thôi, chứ không phải là do ý của Thiên Chúa. Thế nhưng khi con đã đến với giáo điểm tin mừng và đến với Chúa, đến với cha, là cha đặt tay cho con, thì con mới ngộ nhận và biết được rằng là từ trước đến giờ này con đi đạo chẳng qua chỉ là đi theo cái kiểu cảm ứng thôi, chứ còn không được biết, nó không tí tác và không sâu sắc.
nay con thực lòng mà nói là con tin thác lắm rồi, bởi vì 8-9 tháng nay không một buổi chiều nào, cứ 5 giờ chiều cha trực tiếp ở trên Facebook là con xem trên TV. Thế mà đến cái giờ đó con có chẳng làm gì cả, mà chỉ con cứ ôm cái TV để con xem tin thác đét của cha thôi. Thế nên là đấy nó là cái ơn mà Chúa đã ban cho con. Thế thì hôm nay con vào đây thì trên cái là ngày gần đến ngày đại lễ lòng thương xót mà cha, thì con mới bảo với nhà con, bảo thôi thì hai vợ chồng mình mua vé để đi vào với chỗ cha. Thế thì trong cái thời gian chờ đặt vé để chờ đi thì coi như hôm người nọ và người kia bảo là cho nhà con đi cùng, cho họ đi cùng, thì con hôm nay con dẫn vào đây là được thêm 20 người nữa, đó là những cái người mà đi cùng con đoàn của Lào Cai. Thế thì cũng trong đó là có một cái chú em đây cũng muốn đây để làm chứng luôn, thì con cũng mời là lên đây để, vì chú này là lấy vợ người Công giáo nhưng cũng mấy chục năm, mà đến hôm đúng hôm lễ phục sinh vừa rồi thì mới được nhập đạo Công giáo của ta. Vâng, thì cũng con cũng xin được chia sẻ những lời nói như thế. Bình an cho. Có lẽ bình an cho. Đây ông nói từ Lào Cai tận cùng đất nước đúng không? Vâng, Lào Cai mà đi đến đây với 20 mấy người, tôi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách Con đường tín thác, và đây là cuốn tập tâm thư lòng nhân hậu của cha nha, và móc khóa lòng Chúa thương xót, Chúa chúc lành cho em. Rồi xin mời để cho ông cái anh kế tiếp, xin mời anh về chỗ chúng ta.